tử vi thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương dễ bị ảnh hưởng, dễ bị tổn thương, giàu lòng trắc ẩn và nhạy cảm. Bạn rất dễ nổi nóng với khách hàng. Đồng nghiệp vì phản đối ý kiến của mình, ăn nói nghe không lọt tai. Người khác nói gì bạn cũng không muốn nghe theo, chỉ muốn làm theo ý mình. Yêu đương kém thực tế, hơi mơ mộng như con nít. Thì thoảng bạn còn bị nửa kia cầu nhau vì tính trẻ con của mình. Vì thế nên bạn hơi chạnh lòng và khá buồn trong hôm nay. Coi chừng bị lừa tiền, quỵt tiền vì hướng đi của bạn có chút sai trái. Tốt nhất là không nên đầu tư hoặc nhập hàng trong hôm nay kẻo mất tiền mà chẳng được miếng nào. con số may mắn của Bạch Dương ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 31 và 56. 2. Cung Kim Ngưu Tử Vi ngày 26 tháng 4 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu mở rộng hoặc được phóng đại tốt hơn hoặc xấu đi nhiều. Chòm sao này rất mong muốn làm việc tốt và thể hiện năng lực. Cách làm việc nghiêm khắc của mình với đồng nghiệp. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nếu như chòm sao này hoàn thành hết nhiệm vụ còn bỏ giờ. Cung hoàng đạo này sẽ hào phóng với tất cả mọi người kết sự thúc ép, keo kiệt. Những ai thân với Nghiêu thì sẽ nhận được sự quan tâm và hỏi han từ Nghiêu trong hôm nay. Hoặc là tròm sao này sẽ được bạn bè, người yêu tặng quà cho. Nay là thời điểm tốt để dạy, học, viết, thể hiện bản thân, tiếp cận, du lịch, xuất bản và quảng bá. Những công việc trên sẽ đem lại cho bạn nguồn thu nhập bất ngờ, dồi dào. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 18 và 90. 3. Cung song tử song tử mạnh dạn, thể hiện bản thân mà chẳng hề ngại ai. Một thời điểm tốt để làm bài kiểm tra, viết quảng cáo, nói trước đám đông và học tập. Một khoảng thời gian tuyệt vời cho các dự án hợp tác sự nghiệp bay lên như diều gặp gió cung hoàng đạo này có giác quan thứ sáu khá mạnh trong hôm nay bạn cảm nhập rõ sự thay đổi từ người ấy và bạn bè ai tốt ai xấu bạn đều biết tuốt chẳng qua là bạn có muốn nói ra hay không mà thôi ý tưởng trôi chảy tự do trong đầu nung nấu ý chí kiếm tiền để đi du lịch mua sắm thỏa thích tốt thôi cuối cùng bạn cũng biết kiếm tiền để nuông chiều bản thân rồi đó con số may mắn của song tử ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 21 và 32. Bốn, cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải hãy rèn luyện tính kiên nhẫn và vị tha hết mức có thể nếu như bạn muốn có được thành công. Bạn rất muốn hành động và đi tiên phong trong một lĩnh vực nào đó tất cả mọi người hôm nay đều có được sự bình đẳng nên đây là thời điểm để bạn bắt đầu các dự án mới hãy can đảm và thực tế khi yêu để người ta không có cơ hội làm tổn thương bạn yếu đuối đủ rồi hôm nay phải mạnh mẽ lên khi bạn cứng rắn và tôn trọng bản thân thì sẽ có người thương bạn thật lòng nếu dám đi đầu trong một lĩnh vực nào đó thì thần tài sẽ ủng hộ bạn Tôi tin rằng trí thông minh và nhanh nhẹn của cô nhỏ sẽ là tài nguyên để sản sinh ra đống tiền trong thời gian tới. Con số may mắn của cự giải ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 87 và 90. Nam, cung sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử thích cái đẹp, an tĩnh, ít bị ức chế hơn và sẵn sàng nuông chiều chính mình các bạn làm công việc trang trí, chăm sóc sắc đẹp, nghệ thuật. Theo đuổi sự sáng tạo sẽ gặp nhiều may mắn và có tin vui bất ngờ trong hôm nay. Bạn là người nổi bật ở cơ quan luôn được xếp chú ý về phương diện tình cảm thuận lợi. Bạn nào còn độc thân sẽ được người mới tiếp cận. Tình cảm, tình yêu và sự lãng mạn đang tràn trề trong các cặp đôi mới yêu, mới cưới. Chòm sao này có thói quen mua sắm vô tội vạ đặc biệt là mua đồ áo chỉ vì thích được nổi bật. Tốt nhất là nên mua đồ áo cần thiết thôi, đừng vung tiền linh tinh, bạn sắp phải ăn mì tôm tới nơi rồi đó. Con số may mắn của sư tử ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 22 và 52. 6 Cung xử nữ tử vi phương Tây cho thấy sử nữ cởi mở, quản lý tốt cảm xúc, thời gian của mình trong ngày này. Chòm sao này sẽ khám phá ra thông tin mới, thông tin ẩn hoặc một mục bị thất lạc. Làm gì cũng nhanh nhẹn chẳng để ai phải nhắc nhở bao giờ. Này đứa nào mà chê bạn thì cứ nói thẳng, không nên nể mặt những người chỉ biết ghen ăn tức ở cảm xúc chân thật lộ ra ngoài. Bạn dễ bị đỏ mặt trước người mình thích. Đã qua rồi cái thời chỉ lụy một người, đi trong bóng tối đủ lâu, tự nhiên sẽ biết cách hướng về phía ánh sáng. Đây có thể là thời điểm tốt để vay vốn, lo việc kinh doanh và giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Nếu còn mắc nợ ai thì nên trả hôm nay, biết đâu lại có lộc. Con số may mắn của sử nữ ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 34 và 62 bảy cung thiên bình thiên bình có thể dễ dàng nhận ra rằng bản thân đang bị thương và lo lắng cung hoàng đạo này nếu đặt lưng ngủ cùng nỗi sợ rồi thức giấc với cái đầu trống rỗng không biết phải chờ mong hay hy vọng một điều gì sự nghiệp chán nản mơ hồ không còn cảm hứng học tập hay làm việc nữa có vẻ như bạn hay bị chê là sống thực dục và lý trí quá đôi khi trong tình yêu cũng nên mềm mỏng một chút thì mới lâu dài được người yêu lâu phải tự biết hâm nóng tình cảm của hai đứa đi nhé bất kể bạn quyết định làm công việc gì sẽ luôn xuất hiện những người lạnh lùng tạt từng gáo nước lạnh vào mặt bạn tốt nhất là làm theo ý mình hôm nay chưa giàu nhưng nếu kiên nhẫn thì đố ai qua được bạn con số may mắn của Thiên Bình ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 65 và 88. 8. Cung bọ cạp bọ cạp căng thẳng, đau đầu, mệt mỏi như người già vậy. Đi làm, đi học đều không tập trung, dễ bị phân tâm vì drama ở trường lớp, cơ quan. Muốn hoàn thành công việc sớm để về nhà đặt lưng ngủ ngon thì phải tập trung hơn nhé sống phải có người yêu kẻ ghét cuộc sống mới trọn vẹn đừng quá quan tâm đến sự khác biệt giữa mình và người hãy ở bên những người khiến bạn vui vẻ lạc quan lên thì tình yêu sẽ tới tiền nong vẫn ổn định không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra nay bạn chỉ tốn tiền cho những khoản cố định trong sinh hoạt hàng ngày con số may mắn của bọ cạp ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 13 và 55. Chín, công nhân mã nhân mã lạc quan sống vui vẻ hơn mọi ngày, bạn mang năng lượng mà bao người thèm muốn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh hào quang, nhưng không ai biết trong lòng bạn trống rỗng cung hoàng đạo này không mấy hào hứng với đồng nghiệp ở cơ quan thầy cô ở trường họ khiến bạn nản trí cung hoàng đạo này đang sống trong thời đại mà đứng chờ đèn đỏ cũng phải sợ chiếc xe tải phía sau vậy thì những điều người khác nghĩ về mình có ý nghĩa gì đâu sống cho bản thân và những người yêu thương mình là đủ cùng một số tiền tự mình kiếm cảm giác sẽ sướng hơn là đi ngừa tay xin Mã Nhi độc lập, không thích phải dựa dẫm hay quỵ lụy vì đồng tiền. Lòng tự trọng là động lực giúp bạn kiếm tiền. Con số may mắn của nhân mã ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 35 và 66. 10 Cung Ma Kết Tử Vi hàng ngày 12 Cung Hoàng Đạo nói rằng Ma Kết muốn trốn đi đâu đó thật xa, thật yên tĩnh để giải tỏa áp lực. Thấy người khác không ngừng nỗ lực bạn nóng lòng đến phát sốt. Nhưng lại chẳng dám cử động dù chỉ một ngón tay. Kết là người có năng lực bạn mà chăm chỉ thì còn hơn người khác nhiều. Tình yêu đơm hoa kết trái, chứng tỏ bạn đã gặp đúng mẫu người lý tưởng. Thời gian này chuyện bạn bè, yêu đương khá thuận lợi, hy vọng bạn luôn hạnh phúc bên những người thân thiết. Dù là ngày giữa tuần, công việc chất đống thì bạn cũng nên lên kế hoạch đi du lịch dần là vừa. Đừng tiếc rẻ một vài đồng khiến bản thân phải chịu mệt mỏi, đau khổ dài hạn nhé. Con số may mắn của ma kết ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 25 và 68. 11. Cung Bảo Bình Tử Vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình có thể chọn cho mình lối sống bình dị nhưng đừng tự du ngủ bản thân. Tròm sao này sẽ không còn sợ khó khăn nữa. Nơi nào có khó khăn, bạn mạnh dạn lao vào và tìm cách giải quyết. Tinh thần dũng cảm của Bảo Bảo khiến ai cũng phải nề, đặc biệt là những bạn đang kinh doanh. Khi bạn buồn có người an ủi, khi ốm đau có người chăm sóc đó là diễm phúc lớn lao mà bạn có được trong thứ tư này. Không ai may mắn trong tình cảm như bạn đâu đó. Có nhiều người chê bai. bĩu môi vì bạn tiết kiệm nhưng họ đâu biết bạn đang gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc. Chẳng ai nuôi bạn nổi một ngày cứ quản lý tài chính thật tốt mà kệ dèm pha. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 23 và 66. Mười hai, cung song ngư tử vi ngày mới cho biết song ngư rất mơ mộng, thích yêu đương, có chút lười biếng và thiếu thực tế. Khi thất bại, đừng tự ve vuốt bản thân bằng lối suy nghĩ mình đã cố gắng hết sức nhưng thiếu may mắn thay vào đó hãy tự nhủ rằng lần sau mình vẫn có thể cố gắng thêm chút nữa chòm sao này bước đến ngày mới với sự tự tin và quyến rũ hơn rất nhiều những mâu thuẫn và hiểu nhầm trước đó giữa ngư nhi và người ấy sẽ được hóa giải có lẽ bạn nên cẩn thận hơn với đồ đạc tiền bạc nhớ bảo quản cẩn thận đi đâu nhớ để ý xe ví tiền nguy cơ bị mất của khá cao Cẩn thận vẫn hơn, đừng để đến khi mất đi mới hối tiếc. Con số may mắn của song ngư ngày 26 tháng 4 năm 2023 là 25 và 68.